Lionel Messi có thể lập siêu kỷ lục ở vòng chung kết World Cup. Lionel Messi cùng với Cristiano Ronaldo và Guillermo Ochoa đã có lần thứ 5 tham dự các vòng chung kết World Cup, gần bằng thành tích với Gianluigi Buffon, Lothar Matthäus, Rafa Márquez và Antonio Carvajal. Giải đấu tại Qatar sẽ là kỳ World Cup cuối cùng mà Messi thi đấu và anh đang nỗ lực để cùng đội bóng xứ sở tăng cầu giành chức vô địch. Siêu sao người Argentina đã chơi khá tốt ở vòng bảng, giúp đội bóng Nam Mỹ đi tiếp với ngôi đầu bảng C. Trong 3 trận đấu của Argentina ở vòng bảng, Messi có 2 bàn và 1 kiến tạo. Với việc ra sân trước Ba Lan vào rạng sáng nay, tiền đạo của PSG đã có trận đấu thứ 22 ở các vòng chung kết World Cup. Lionel Messi có nhiều lần ra sân ở World Cup hơn bất kỳ cầu thủ Argentina nào trong lịch sử, vượt qua Diego Maradona. Cầu thủ sinh năm 1987 đã hướng đến một kỷ lục khác, đó là trở thành người có số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup. Hiện tại, Matheus đang là người dẫn đầu bảng xếp hạng mọi thời đại với 25 trận. Tiếp theo là Miroslav Klose với 24 trận và Paolo Maldini với 23 trận. Messi cần chơi thêm 3 trận nữa để có thể cân bằng kỷ lục của Matheus. Anh cần 4 trận nữa để trở thành người có số lần ra sân nhiều nhất. Phía trước Messi là trận đấu ở vòng 1/8 với Úc. Nếu ra sân, anh sẽ cân bằng 23 trận với Paolo Maldini. Trong trường hợp Argentina vượt qua Úc vào tứ kết, họ có thể gặp Hà Lan, đội sẽ đụng độ Mỹ ở vòng 1/8. Có mặt ở tứ kết, Messi sẽ cân bằng thành tích 24 trận với Miroslav Klose. Trong trường hợp Argentina vượt qua Hà Lan hoặc Mỹ ở tứ kết, họ sẽ lọt vào vòng bán kết. Và khi đó, Messi sẽ có lần ra sân thứ 25, cân bằng thành tích của Matheus. Rất có thể, họ sẽ đụng độ Brazil ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Seleção được đánh giá rất cao, nhưng Messi và các đồng đội hoàn toàn có cơ hội vào chung kết. Nếu Argentina vào chơi trận đấu cuối cùng, Messi sẽ có trận thứ 26 và trở thành người có số lần ra sân nhiều nhất lịch sử các vòng chung kết World Cup.